Vâng, xin chào quý vị và các bạn Ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục review cờ tướng Và trận đấu của tôi muốn gửi đến các bạn Sẽ là cái trận đấu mà vừa kết thúc cách đây ít uh, phút Trận đấu giữa uh, Lại Lý Huynh uh, với uh, Kỳ Vương Vu Ấu Hoa của Chiết Giang 2 Thì ngày hôm qua thì tôi cũng đã làm một cái video giữa Lại Lý Huynh và Vu Ấu Hoa rồi Tuy nhiên thì đó là khuôn khổ khổ của vòng 11 Ngày hôm nay thì... Uh, đó là cái diễn biến của vòng 12 của giáp cấp liên tái các bạn nhé và một cái lá thăm nó lại vô tình đưa kỳ vương trung hoa gặp lại lại lý huynh của chúng ta và ván đấu này thì vua hoa lại được cầm quân đỏ đi tiên cơ và lại lý huynh được cầm nền quân đen đi hậu và chúng ta sẽ xoay cái bàn cờ của huynh xuống phía dưới để có thể dễ dàng theo dõi trong lượt thi đấu này thì huynh cùng với thân bằng đại diện cho hàng châu thi đấu ở lượt thi đấu thứ nhất thì thân bằng cũng đã giành một chiến thắng và ván đấu này thì chúng ta cùng theo dõi những cái nước cờ rất hay của hai kỳ thủ bước vào trận đấu thì phanh mệnh tam lang một kỳ vương của trung hoa đi một cái khai cuộc rất là chắc chắn đó là phi tượng cuộc thì ở cái khai cuộc này thì thấy rõ ràng là vua hoa muốn đưa trận đấu về một cái trận đấu nó sẽ thiên về trung tả nhiều hơn so với những cái khai cuộc trận mạc thì đây cũng là một cái lợi thế của việc đi tiên đúng không ạ sẽ chủ động lựa chọn ra những cái cuộc những cái đường đánh mà mình mong muốn Đối lại thì huynh chọn phương án pháo 8 bình 5 là thế trận tả trung pháo chống phi voi cuộc Đó là một trong những khai cuộc mà có thể đem về nhiều cái hình mạnh nhất dành cho bên đen. Nó mở ra một số cuộc đối công các bạn. Tuy nhiên thì vua Hoa lại lựa chọn một cái khai cuộc rất là chắc chắn, đó là khai cuộc phản cung mã đi tiên các bạn. Đây, những cái nước đi tiếp theo thì nó hình thành một cái khai cuộc phản cung mã đi tiên như các bạn thấy ở trong hình đúng không ạ? Sau nước pháo 8 bình 6 và sau khi ra quân ấy, thì các bạn thấy bên đỏ phong tỏa được cái con xe 8 của bên đen Rồi lại khép con pháo ở vị trí tài sĩ Rõ ràng những cái nước cờ mà nó mang tính chất chắc chắn nhiều hơn so với cái xu thế tấn công Thì Huynh cũng ung dung uh, xuất động quân thôi, xe 1 bình 2 Đối phương lên mã thì uh, binh 3 tấn 1 mở đường cho con mã 3 có thể phát triển sau này ở đây thì bên đỏ cũng lên một nước cờ củng cố lại trận địa Bằng nước cờ tiếp theo thì Huynh đi binh 5 tấn 1 Thế thì ở cái hình này thì sẽ có một số bạn có thắc mắc Tại sao đối phương phòng thủ chắc chắn như vậy mà lại đi tấn công ở trung lộ Nhưng mà thực tế ra thì cái nước cờ này không phải là nước cờ tấn công đâu các bạn nhé Nó là một nước cờ chỉnh hình đấy Bởi vì nước pháo 5 tấn 1, binh 5 tấn 1 này nó sẽ mở đường cho bên đen có cơ hội đi pháo 5 tấn 1 Đấy, mời đổi pháo. Nếu mà đỏ mà đổi pháo ấy, thì sẽ mất cái tem là đấu xe bị thiệt nước các bạn. Đấy, và nếu mà đỏ mà không đổi thì phải chạy pháo. Chạy pháo thì bên đen sẽ có cơ hội lên tượng lên sĩ và chỉnh thể lại hình cờ rất là tròn trịa. Đấy là cái đặc thù của nước binh 5 tấn 1 này. Và lại Lý Huỳnh cũng đã chơi một cái cách mà nó rất là chuẩn chỉ và khoa học các bạn. Ở đây thì vua hoa đấu xe thì các bạn thấy là phong tỏa được một xe đối phương và đấu một con xe còn lại đây là cái chiến lược rất là hợp lý rồi đến đây thì là cái ván cờ mà cả hai bên đều đi vô cùng chính xác tuy nhiên ở cái uh, nước cờ tiếp theo thì các bạn thấy là đã có một uh, cái uh, một bước ngoặt nhỏ của trận đấu thế thì ván đấu này thì uh, mình tạm chia ra làm ba cái điểm nhấn để có thể trình bày với các bạn và cái trận đấu này cái video này thì mình cũng sẽ làm theo cái xu hướng review nhiều hơn và không thiên về cái phân tích kỹ thế thì sẽ có cái ba cái điểm nhấn để chúng ta cùng thưởng thức thứ nhất ở cái nước cờ pháo 4 tấn 2 của lại Lê Huynh thì đây là một cái sai lầm nhỏ các bạn nó giúp cho bên đỏ chiếm được cái ưu thế và kèm theo cái sai lầm nhỏ này thì một hai cái sai lầm nhỏ khác trong giai đoạn trung cuộc đã giúp cho bên đỏ có được một cái ưu thế trong cờ tàn. Đấy. Vậy thì nếu không đi pháo 4 tấn 2 thì phải đi đâu ạ? Thì ở đây thì nếu mà bám sát theo cái chiến lược của nước pháo 5 tấn 1 thì đen nên lên voi các bạn. Nên đi tượng 7 tấn 5 thì các bạn thấy là cái hình cờ của bên đen nó sẽ vô cùng chắc chắn. Tuy nhiên thì có lẽ Huynh lo lắng cái nước cờ pháo 6 tấn 4 của đối phương Đấy, Nếu lên voi thì đối phương sẽ pháo 6 tấn 4 Để chuẩn bị quật pháo sang tốt phải không ạ Tuy nhiên thì ở đây đen có thể hóa giải một cái nước cờ mã này các bạn Đấy, Có thể hóa giải như thế này Nếu mà đối phương mà quật pháo sang đây ấy, Thì mình có nhiều cách các bạn Có nhiều cách có thể là ăn thẳng mã xuống tốt đầu này Rất là hay Phải không ạ Rồi ăn xuống cái con tốt 7 này cũng được Ngoài ra thì nếu mà đối phương không quật pháo sang đối phương lên mã thì mình ăn mã xuống đây cũng được các bạn. thì cục diện nó có thể sẽ dẫn đến cục diện như thế này để đấu xe đi và, và 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 cân bằng các bạn. Đấy. tuy nhiên thì huynh lại không đi được cái nước cờ này. Đó là một cái bước ngoặt nhỏ của ván đấu khi mà huynh đi sai nước cờ đầu tiên. đó là nước cờ pháo bốn tấn 2 với nước pháo bốn tấn 2 này thì thực sự ra thì nếu không có cái công nghệ hỗ trợ phân tích thì tôi cũng không hiểu vì sao sai các bạn. tôi thấy nó cũng rất là hợp lý thôi đối phương mà đấu pháo thì, thì thì đỏ bị đấu xe kém nước đúng không ạ đấu xe kém nước này thì đen rất là ngon còn nếu mà đối phương mà chạy pháo thì có thể mở binh 7 tấn 1 lên thì cờ đen cũng rất là đẹp các bạn đấy tuy nhiên thì sót nước bởi vì bên đỏ của nước binh 3 tấn 1 rất hay đó các bạn thấy binh 3 tấn 1 rất hay nếu mà đi theo cái cách thông thường ăn binh 7 lên á, thì nó ra cái hình cờ như thế này đấu xe đi và mã đen phải lùi này, đó. Ngoài ra thì cái nước then chốt của cái hình cờ tiếp theo đó là nước pháo 6 bình 7. Chuẩn bị mở bình 7 các bạn. Kể cả đen có nhảy mã lên thì đỏ vẫn mở bình 7 được. Ăn lên thì chết mã các bạn, không được đúng không ạ? Và bên đen sẽ rất là khó khăn với cái nước tiếp theo của bên đỏ sẽ mở bình 7 sang và nó đánh giá là cờ bên đen sẽ bị yếu. Dường như là huynh cũng nhận ra vấn đề sau nước bình 3 tấn 1 của bên đỏ và huynh đã giải quyết bằng cách đi mã ba thoái năm tuy nhiên thì thực sự khi phân tích bằng công nghệ á, software thì cái nước mã ba thoái năm này nó chưa thỏa đáng có lẽ là mạch tính của huynh á, là huynh tính rằng là mã ba thoái năm để khi đối phương vật vào thì sẽ là à không cái khi đối phương ăn tốt xuống thì sẽ ăn xe lên đấu như thế này các bạn đấu như thế này ăn tốt xuống thì sẽ ăn mã lên và hình cờ nó sẽ cân bằng thôi đúng không ạ Thậm chí là bên đen sẽ đẹp hơn một chút Tại vì là con mã này thông thoáng Con mã 8 thì chưa xuất động Đấy Tuy nhiên thì đây lại là thêm một cái sai lầm nhỏ nữa của Huynh các bạn Đấy. Cái nước mã này hơi lỗi Đúng ra chỉ gác voi lên thôi Gác voi lên như thế này Thì đối phương ăn xuống thì mình ăn Mình đấu đi thôi Đấu đi thôi các bạn thì Đỏ có một tốt sang sông nhưng mà con tốt này không đáng ngại Chúng ta lưu ý rằng là cái tàn pháo mã mà tốt xuống thấp thì lại là con tốt yếu Nên là Ừ, nếu đánh ra hình này thì nó cũng chỉ cân bằng thôi Thì đúng ra thì Huynh nên chọn cái biến này Tuy nhiên thì Huynh lại lựa chọn cái cái biến thoái mã cung Nó nó là một sai lầm nhỏ Nhưng mà cũng làm Huynh gặp khá là nhiều cái bất lợi Trong những nước về sau này Đây tiếp theo là đấu này Đấu và ăn pháo sang Ăn pháo sang các bạn Đây thì một số bạn thắc mắc về xong ăn tốt lên Thì ăn tốt lên thì bị quật sang đây các bạn quật sang đây thì cũng cái hình cờ bên đen rất là khó đi nếu mà đi chính xác thì phải đi được như thế này nhưng mà nó hơi khó các bạn để bình pháo vào bắt tốt đầu này Đấy, nên mã giữ tốt đầu thì lao mã lên để yểm trợ cho binh bảy qua sông thì đỏ có nước tấn pháo bắt mã thì phải đi được nước cờ này rất là khó các bạn phế pháo trước mã lên thì lao mã lao mã lên bắt lại các bạn à, mã lên bắt lại đúng không ạ thì cái nước này hơi khó đi nên là huynh uh, chọn nước ăn pháo sang thì tôi nghĩ là hợp lý hơn ăn, ăn pháo sang hợp lý hơn tuy nhiên thì uh, kết thúc giai đoạn khai cuộc khi mà hai bên chuyển sang uh, giai đoạn trung uh, cuộc uhm, đây thì cũng có thể gọi là cờ tàn đi cờ tàn pháo mã cờ tàn đi bộ các bạn thì cái hình này các bạn thấy là cái cặp mã đen của, của huynh nó sẽ rất là khó để phát triển đấy còn bên đỏ thì cái đường phát triển của hai mã nó sẽ thông thoáng hơn nên là khi mà đưa về cái tàn này thì rõ ràng là Vua hoa đã thành công trong việc lựa chọn khai cuộc rồi. Đấy. Ở đây thì uh, vua hao lên pháo 6 tấn 4 cũng là một nước cờ uh, rất là hay để có thể uh, cần thiết thì có thể chặt sang tốt này. Vâng, đen gác voi thì uh, đỏ lên mã 2 tấn 4 để bảo vệ tốt đầu. Và đen uh, nhảy mã lên thì đè lại. Các bạn thấy là cặp mã đen rất là khó để phát triển. Đây thì không thể bỏ tượng được, nên sĩ hợp lý rồi. Bên đỏ mở binh 9 tấn 1. Từ những cái thời điểm mà chuyển trung cuộc hay là hướng cờ tàn đi bộ ưu thế thì vua Hoa chơi một cái ván cờ rất hay các bạn, rất là hay. Dồn nén lại Lý Huynh và cái những theo dõi trực tiếp cái ván đấu này thì tôi thấy một cái uh, uh, bóng dáng của một kỳ vương thực thụ các bạn, một vua Hoa thời kỳ đỉnh cao. Đấy. Chúng ta cùng xem tiếp nhé. Và nước cờ pháo 7 tấn 3 của Huynh để có thể uh, ngăn cản đường phát triển của mã đỏ, đúng không ạ? Mã đỏ lên thì quật luôn, Đấy, ăn tượng lên thì mở binh bảy. đương nhiên bên đỏ sẽ không cho huynh đạt được ý đồ và quật pháo 7 bình ba. Đây thì ra uh, tướng. Mục đích của nước ra tướng này thì uh, để làm giảm sức mạnh của cặp pháo đỏ, các bạn. Các bạn thấy là cái uh, tướng ở đây á, thì con pháo đầu rất là mạnh, rồi cái con pháo ba này nó cũng uh, dình mò rất là nhiều cơ hội phải không ạ thế thì trong lúc chưa biết đi đâu thì ra tướng thôi tại mã này chưa đi được pháo này không có điểm tích cực mã này đi mà gậy tốt biên ngay đúng không ạ thì uh, ra tướng là một nước uh, kiểu như nước chờ nước đi đi nguội thôi thì uh, đỏ đi binh chín tấn một nước cờ rất hay các bạn nước cờ ép cho bên đen phải ăn tốt lên chứ còn nếu không ăn lên để ăn tốt tràn qua sông thì mệt lắm các bạn và khi ăn lên thì pháo đỏ rời được ra biên lộ rồi mở đường cho con binh năm có thể phát triển Đấy, rất là hay đấy các bạn. Tuy nhiên là những nước tiếp theo thì huynh cũng có những cái pha xử lý rất là đáng học hỏi. Đầu tiên đó là mã 3 tấn 2 tấn công vào con bình 7. Đen đưa tốt đầu sang, đưa tốt đầu sang thì huynh rời pháo 5 bình 2 sang bắt mã. Đó các bạn thấy rằng là bây giờ đỏ mà chạy mã nhá thì pháo quật luôn. Đấy, pháo quật luôn ăn tượng lên thì ăn tràn mã xuống tốt 7, bắt hai tượng bắt tốt đầu thì hình cờ đen này gỡ lại gỡ gạc lại được hết luôn các bạn ạ. Ở đây thì bắt đầu đến cái giai đoạn này thì tôi lại thấy rằng là cái 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 um, dấu hiệu của tuổi tác của kỳ vương vua hoa đang dần dần lộ diện. Không những từ hình này đâu các bạn, từ những cái nước về cuối cơ, chúng ta cùng xem tiếp nhá. Vâng, một nước lên mã mời đổi quân và cái nước lên mã này thì cũng đánh dấu một cái hình cờ cân bằng trở lại. Khi mà sau cái tình huống đổi quân thì lại lưu huynh đã giành lại được một tốt và ăn thêm được một tượng các bạn. Hình thành thế cờ pháo hai mã bền sĩ tượng đánh với cả phà hai pháo mã khuyết tượng. Đấy, tốt thì bằng nhau. Tuy nhiên thì bên đỏ bù đắp lại một chút đó là cái vị trí con mã 7 của bên đen cũng uh, tương đối là khó phát triển. Thì nhận định hình cờ này là cân bằng thôi, nhưng mà cân bằng với điều kiện là hai bên phải đi chính xác cơ Vào mã 3 tấn 5 nhảy mã chiếu ra tướng, à, Lui mã về bắt đôi thì các bạn. Thực tế là bắt sĩ thôi, còn con tốt này thì đang được pháo bảo vệ rồi. nhảy mã lên bắt mã, đây thì không thể ăn sĩ bỏ mã được. thì à, mà lui mã về thì rất là xấu và lại lê huynh buộc lòng phải giật pháo về giữ mã. ở đây Vua Hoa lắc tốt ra giữ tốt trước, trước khi đưa pháo xuống chiếu các bạn. nếu đưa pháo xuống chiếu rồi ăn tượng thì sẽ mất con tốt rất là phí. Đây huynh tiếp tục lùi mã về Kiềm chế bộ pháo tốt của đối phương. Tuy nhiên thì bây giờ à, đỏ xuống tốt và tấn pháo bắt mã, đâm chiếu, van tượng. Đấy, cái hình cờ này thì à, huynh đã lựa chọn một cái phương án nó chưa thỏa đáng. Đấy. Đó là gì ạ? Đó là không đổi quân. Ở đây thì đúng ra là đổi quân như thế này thì mặc dù hơi bất lợi một chút thôi, nhưng mà hình cờ nó vẫn là cân bằng pháo mã tốt đánh pháo mã tốt và cả hai bên đều khuyết tượng đúng không ạ mặc dù là con tốt này nó đang đè không cho mã này phát triển nhưng mà con mã này phải di chuyển đi chứ phải không các bạn con pháo này cái đường lui nó lại cũng đang gặp bế tắc này cờ tàn thì thường pháo phải hoàn còn pháo đây thì nó cũng không không có nhiều áp lực cho nên hình cờ này đánh giá là cân bằng thôi tuy nhiên thì huynh lại không đổi huynh lại đưa tốt sang sông đưa tốt sang sông này thì bắt đầu bất lợi được bạn vâng tách pháo ra còn pháo này rất là khỏe con mã còn tốt này đứng đây cũng vô cùng nguy hiểm và vỗ chiếu vỗ chiếu ý đồ là đấu quân cho đối phương có cơ hội đấu quân nhưng mà đấu thành hai pháo đánh hai mã thì mình cũng không 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 đáng ngại các bạn tuy nhiên thì vua hoa rất là kinh nghiệm đây ông ta đấu kiểu này cơ đấu đây thì bắt buộc phải ăn rồi chứ còn lên tướng thì thoái mã phải chiếu cục luôn các bạn mà ăn thì mã đen bị lùi và khi đổi quân thì các bạn thấy là cái binh chủng của bên đỏ lại có lợi đó là pháo mã tốt đánh với hai mã tốt. Hai bên đều khuyết tượng mà tốt đỏ lại cận cận thành hơn thì rõ ràng hình cờ này là một cái tàn ưu thế dành cho vua Hoa rồi. Nhưng mà như vừa rồi tôi nói ạ, ván cờ này là một cái ván cờ mà cho thấy rất rõ ràng cái dấu hiệu tuổi tác đến từ kỳ Vương Vua Hoa khi mà ông ta đã chơi ván cờ rất hay rồi, đã vận công, đã dồn công lực đã chiếm được ưu thế ở trong giai đoạn trung cuộc rồi là khi chuyển tàn cũng ưu thế. Tuy nhiên thì đến những cái thời khắc quan trọng thì ông ta lại bị mụ cờ các bạn ạ. Ở hình cờ này thì rõ ràng huynh thủ hòa để đưa về cờ chớp nó là một cái mục đích khả dĩ hơn hơn cả các bạn. Và những nước cờ tiếp theo thì cũng thấy rõ ý đồ của huynh, chúng ta cùng xem. Vâng, quân mã ở đáy thì phải phát triển lên thôi. Lên voi. Bắt tốt. À, tốt chạy thì lùi mã về các bạn thấy cái nước lên voi để đánh bật con tốt đi để mã đỏ rộng đường quay sang bên này phối hợp với pháo cũng rất là hay và lắc tốt vào lao sang bắt tượng thì lao tượng lên ném chiếu vào tướng cờ này thì con tướng của huynh du lịch rất là nguy hiểm luôn các bạn có những cái thời điểm mà tôi nghĩ là huynh khả năng phải thua đấy đây cái hình này nhìn nguy hiểm quá và huynh lờ đi lờ đi quay mã về phòng thủ chiếu về sĩ chiếu lên tướng Vâng và, và chiếu lên tầng 3 luôn Bắt buộc rồi Xuống không được mà ra tướng bên này thì nguy hiểm quá các bạn Ra tướng bên này Đỏ đi đâu nhỉ Đỏ đi pháo thoái một bắt mã chẳng hạn đúng không Thì bên đen nguy hiểm lắm Bắt buộc lên tầng 3 Còn này thì thật sự nếu mà Vua uh, Vu lão mà đấu đánh chính xác Thì huỳnh lại lành ít giữ nhiều Vâng lên sĩ Ở đây có một nước cờ khóa cờ rất hay nha các bạn Tuy nhiên thì bên đỏ đã không đi được Một nước cờ nếu mà đi được thì chắc chắn là Huỳnh sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều các bạn Đó là, nước cờ mã 4 tấn 3 Mã 4 tấn 3 các bạn Khóa, khóa hết luôn, mã này không đi được Tướng này thì đang bị khóa ở trên tầng 3 Mà sang bên này thì lại cản con mã, đúng không ạ? Mà chẳng nhẽ vừa lên sĩ xong lại xuống sĩ Đúng không? Đó rất là mất công Tuy nhiên thì Rất may là bên đỏ không đi được tôi nghĩ rằng nếu mà cái uh, thời kỳ đỉnh cao thì chắc chắn là lão tướng sẽ đi được những nước cờ như nước cờ mã 4 tấn 3 các bạn đây lão tướng lại uh, hơi dập khuôn cái nguyên tắc cờ tàn cờ tàn pháo hoàn pháo 8 uh, thoái 7 đen xuống tốt chặn lại đỏ lại tấn pháo lên vẫn ý đồ để chuyển sang cánh bên này và đen tiếp tục xuống tốt áp sát tìm cơ hội À, cờ này mà các bạn thấy rằng mà bên đen thắng được thì đúng là nó là một cái điều thần kỳ phải không ạ? À, pháo 8 bình 5, pháo 8 bình 5 thì uh, lao mã lên mời đổi. Đấy, mời đổi thì tìm kiếm một trận hòa thôi, huynh cũng không hy vọng xa vời là một trận chiến thắng các bạn ạ. Vâng, lao chiếu thì uh, tướng 5 bình 6. Thoái về chiếu thì xuống tướng và lui mã về. Thì các bạn thấy rằng là những cái nước vừa rồi đó là um, có lẽ là bị cận giờ nữa các bạn, cận giờ nữa. Thành ra con mã đang mã chiến, đang mã chiến thì lui về rất là sâu để huynh thừa cơ hội tràn quân lên. Vâng, đang từ mã chiến mà lại bây giờ lại phải lui tận về hòa pháo các bạn. Đấy, các bạn thấy. Có lẽ là 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 là, là vua Hoa Định lui về đây để bắt để 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 tranh tem bắt tốt. Đấy tốt chạy thì thúc tốt biên lên nhưng mà Vu lão quên mất là ở đây thì huynh lại có thể nhảy mã sang, nếu mà ăn tốt thì bị chiếu cục ngay. Thế tôi đoán là như thế các bạn tôi đoán là như thế. Không biết là có chính xác không. Thì bây giờ là từ mã công mà lui về đây thì cái toàn bộ cái ưu thế của bên đỏ đã bị đánh mất hết rồi và tướng đen từ tầng 3 thì cũng đã uh, hạ xuống một tầng là về tầng 2 rồi, chuẩn bị xuống một nước nữa là đi về tầng 1 rồi chui vào trong là ấm ổ, êm rơm rồi các bạn. Đến đây thì cái uh, khó khăn của huynh trong ván đấu này đã chính thức được vượt qua rồi các bạn tuy nhiên thì những cái nước cuối cùng thì huynh không những vượt qua khó khăn mà lại nhận được một cái món quà bất ngờ đến từ kỳ vương trung hoa và bạn chín tấn tám lên sĩ mở mặt tướng rất là hợp lý đấy các bạn vâng đảo sĩ thúc tốt biên thúc tốt biên ý đồ là triệt tiêu bớt tốt để đánh hoa thì không có gì cả các bạn không có gì cả à ờ, mà bình pháo ra bắt tốt thì ăn tốt chiếu. Ăn sĩ về thì lui mã về bắt pháo và đến đến đây thì huynh lại bắt đầu là có cơ hội này các bạn này. Sau một cái tình huống mà không những không bị đổi tốt mà lại còn ăn được một con sĩ rồi đưa một tốt sang sông, rõ ràng cái cơ hội bắt đầu có dành cho huynh. Tuy nhiên thì huynh cũng không quá tham lam, huynh vẫn nghĩ đến một cái việc là đánh hòa thôi. Ở đây á thì đỏ chạy pháo thì huynh xuống tướng thì rõ ràng là đỏ nhảy lên chiếu rồi đấu mã đi thì hòa thôi đúng không ạ? thì rõ ràng cái mục tiêu của huynh là hòa wow, và đánh cờ chớp rồi không tham lam một cái hình cờ này rồi Đấy, tuy nhiên thì đến đây thì Vua uh, hoa lại cưỡng cờ chiếu nhưng không đấu quân mà là lao mã sang và huynh nắm bắt được cái tâm lý này huynh nắm bắt được cái tâm lý này và lại ép đấu và đỏ lại chạy mã các bạn lại chạy mã vâng lại tràn mã sang tấn công Đấy, ở đây thì uh, hai bên đi rất nhanh nha cái thời điểm tôi xem vào đấu này thì hai bên đang đi rất là nhanh thì rõ ràng là cái thời gian của hai bên không còn nhiều nữa các bạn và đỏ dường như nhận thấy rằng cái cơ hội chiến thắng không nhiều và nghĩ đến việc đổi quân thì đến đây thì cũng đổi quân thôi không có gì cả đổi quân thì cơ này thì đúng ra là tôi nghĩ là hòa thôi các bạn làm sao mà mã tốt rồi có thể thắng được pháo sĩ tượng này còn có cả tốt nữa nhưng mà món quà món quà ở đây khi mà uh, lại lê huynh đuổi pháo nhưng pháo đỏ lại không chạy các bạn thì đây thực sự là nó không ở cái mức độ trình độ mà nó ở cái tình trạng đó là cận giờ và lão tướng bị mụ cờ các bạn thì cái thời điểm mà tôi nói từ rất là lâu ở trong cái ván đấu này rồi đấy là cái dấu hiệu tuổi tác các bạn dấu hiệu tuổi tác một cái ván đấu rất là đáng tiếc dành cho vua hoa đây thì vua hoa lại về sĩ và huynh vâng bây giờ chẳng nhẽ lại không ăn pháo phải không các bạn ăn pháo và đi thêm hai nước nữa thì Lão tướng buông cờ và đánh dấu thêm một cái chiến thắng nữa của lại Lý Huynh Và với chiến thắng này thì Huynh tiếp tục thể hiện được một cái phong độ ấn tượng Tuy nhiên thì đây cũng là một cái chiến thắng mà nó mang nhiều cái yếu tố may mắn hơn Nhưng mà cũng phải nói Để mà có được may mắn thì cũng phải kể đến những cái nước cờ mà chống đỡ rất là kiên cường Trong giai đoạn chung cuộc của lại Lý Huynh phải không ạ Cũng như là những cái nước cờ làm khó dễ tương đối nhiều Đấy Uh, tuy nhiên thì thắng vẫn là thắng các bạn ạ thua vẫn là thua và xin chúc mừng lại lê huynh và hy vọng rằng là những ván sau này thì huynh sẽ uh, chơi tốt hơn chiến thắng thuyết phục hơn uh, và một lần nữa thì uh, xin cảm ơn uh, quý khán giả luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho bình luận viên uh, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau bye bye